Chào anh chị, trưa ngày hôm nay bên cửa hàng Bảo lại về tiếp tục một lô khóa Rumane hàng bãi Nhật nha. Đặc biệt khóa này là inox 304, xài bền kinh khủng lắm. Đó thì Bảo bán lô trước là cũng cả thùng mấy trăm cái rồi, mà anh chị tới đặt quá trời nhiều, hết hàng, không đủ cung ứng cho anh chị mình nha. Thì trưa ngày hôm nay cũng về thêm mấy trăm cái nữa. Thì anh chị nào á, ở nhà mà mua những cái khóa thông thường á, hay bị rò rỉ nước này, xì nước mà xài trong thời gian ngắn nó hư, thì anh chị mua hàng bãi Nhật, hàng xịn như này, nó rẻ cũng như những khóa thông thường thôi. Đó, hàng bãi Nhật về chưa qua sử dụng nha, thì mới hầu như là như nguyên, inox nguyên cục như này luôn, với mức giá là 80.000 một cái như này. Đó, đầu răng là răng 21 nha. Mình gắn ở nhà thì thứ nhất là cái khóa này nó khóa mở nước rất là êm nhẹ nhàng này, không có bị cứng hoặc là bó như những khóa mà rẻ tiền nha. Rồi, lúc mà anh chị mua thì sẽ bao gồm hộp như này. Rồi, inox 304 thì nó sẽ có một cái đặc điểm á, là nó là inox mờ nha. Rồi, ngay kể cả mà anh chị hút này, sắt thì nó đơn giản, nó hít rất là mạnh, còn inox thì không bao giờ hít nha anh chị nha. Nên là anh chị tìm hiểu giúp Bảo một cái. Đó, bao hít thoải mái và xài rất là bền, từ đầu này đến tất cả các khớp nối, chi tiết làm rất là đẹp. Rồi bên trên sẽ khắc chữ 304 với lại là thương hiệu Nhật nha. Đó, sản phẩm Nhật như này á, về cũng ít, không có nhiều anh chị à. Đó thì anh chị nào mua thì một cái là có 80.000 thôi, mà thương hiệu là Yokohama, hàng Nhật xịn, bãi Nhật Made in Japan. Rồi, mua một cái như này á, nhà Bảo cũng đang xài á, mấy cái van thông thường nó xì nước quá, ghét quá, thay vào xài êm lắm nha. Đó, mở nước cũng như là đồ á thì nó ra nước khá là mạnh nha, ra nước cực kỳ mạnh, không phải bé đâu. Rồi, muốn đặt sản phẩm khóa nước hàng bãi Nhật bằng inox nguyên khối nha. Đó, hàng xịn, có hộp đầy đủ như này, 304 inox M, thì mình liên hệ trực tiếp giúp Bảo, vì hàng này á về cũng không có nhiều nha. Cứ mỗi lần về là có một thùng 200-300 cái thôi, mà anh chị có nhiều anh thì mua cả mấy chục cái một lượt để làm công trình lắp cho người ta với giá thành tốt hơn, thu lợi nhuận cao hơn. Rồi, bây giờ á thì anh chị nào á mà mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp. Còn mình muốn xem những đồ mà hàng bãi, hàng cũ mà bên Nhật về á thì mình đăng ký kênh, lúc Bảo lên thích thì mình đặt luôn cả hết. Rồi, Bảo xin kết thúc video buổi trưa ngày hôm nay tại đây.